Đại diện Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết thành phố chưa có chủ trương cho phép thực hiện thí điểm hoạt động gọi xe qua các ứng dụng công nghệ. Thông tin trên được đưa ra sau khi một nguồn tin cho biết công ty Uber Việt Nam đã triển khai thử nghiệm dịch vụ gọi xe qua ứng dụng Uber tại thành phố Đà Nẵng từ 1 đến 8 tháng 8. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng đề nghị Uber Việt Nam dừng việc thử nghiệm quảng cáo quảng bá có liên quan đến ứng dụng xe Uber tại thành phố. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, thành phố chưa có chủ trương thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng cho đến khi có kết quả tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải ngoài ra sau khi kết thúc thời gian thí điểm bộ giao thông vận tải và các bộ có liên quan sẽ có các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về hoạt động này khi đó sở giao thông vận tải thành phố đà nẵng sẽ phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tham mưu để thành phố triển khai thực hiện theo quy định